Các loại vũ khí sắc nhọn như dao găm, mã tấu chống người thi hành công vụ. Tiếp theo là bài tập cuốn thanh sắt phi 12 quay cổ. Các đồng chí đang quan sát cán bộ chiến sĩ dùng cổ uốn sắt. Bản tinh thần, cán bộ chiến sĩ tập luyện khí công hoàn toàn có thể thực hiện những điều tưởng chừng như không thể.